like Tale of the Dragon. Đuôi con rồng. Bây giờ đây là ranh giới à, vậy là cái chỗ mình ở điểm là tới tí nữa cái tất kỳ giao điểm hai ba đây là nhớ giao điểm bằng nót với bằng tên nét gấp đin gấp đưa con rồng cũng là đưa con rồng luôn. Đây hiện giờ đang ở Tennessee. Cái đường này là đường một trong những đường nổi tiếng ở nước Mỹ cho dân hai bánh motorcycle ha. Tên là Tale of the Dragon, là đuôi của cái con rồng á. Đường này có 11 mai à, nhưng mà tới 318 cái cua quẹo giống như này đó. Còn ai mà quẹo không nổi rồi xuống dưới. Chưa biết rồi.
chị sao giờ? Can I do? Biết sao nó mỗi lần nó đưa vậy cái lực cái làm nó mòn cái mặt đạn về rộng á. Cho nó qua đi. Chắc đi ăn khúc rồi chứ đi hết ối á. Đi hết má ối á. Thôi tùy tài xế đi. Bây giờ mấy con đường này rồi. Bây giờ biết chút rồi. Tại đi cuối đường thì cũng đẹp, tại có lên cái thác ở trên. Mà tối quá, tại mình đi giờ hành trễ quá. Mình tới cái thác đó nó cũng tối, mình không thấy gì đâu. Tùy con. Tùy con, tới đây quay không được. Ồ, đây có cái thác nè. Ồ, mini thác nè. Cái này là cái cầu nhỏ đó không? Cầu ở đây cái đường dạ. Ngon lắm. Tự đi quần lại, tới khúc thôi. Tại xe đang có phụ nữ có thai với nè. Lớn tuổi. Phụ nữ có thai thân. Chật quá à. Thôi để cho biết vậy được rồi. Bởi vì con đường đi về nó cũng xa. Cũng 2 tiếng mấy hả? Coi này. Dạ 2 tiếng rưỡi. Có miệng ra quá chừng hết trơn. Như hôm đêm đi nguy hiểm. Thật ra bây giờ biệt. Chưa đâu, về cái khúc kia cũng quanh quanh quẹo quẹo cũng ghê lắm. Tuy là không bằng ở đây. Lúc hồi nãy mình đi lên á, quá chừng
sở thú đó. Đã coi tí con đường thôi ha, rồi phải quay về. Bây giờ mình đi về con, đi về chỗ trà. Đi suối nè, ok mình đi quần lại đi suối. Không có gì sao thấy suối con. Đây con. Ok mình đi suối nè. Vừa rồi là thứ sáu, vừa thứ sáu lắc ra đây hả? Có ngủ gì không? Được có hả? Chưa tới mà. Lắc 13, Friday 13. Đi có lá mà đi có cái gì đâu. Lắc nó đi vậy là tới cái nhà mà bán rượu nè. Đi đó. À mới có hả? Giờ thấy đi chờ 4 giờ sáng mệt quá. Vậy mà tôi có một lần tôi xếp hàng để cho Nhật sẽ mua đồ dùng nó rồi chứ bây giờ một cái laptop. Motorcycle đó Ben. Chưa tới đầu suối mà, hồi nãy có con suối sát lên cơ bên hông mình nè. Chưa tới hả?
dài lắm, đừng lo. Tại vì mình bây giờ mình đi chưa tới đường rồng. Tới đường rồng rồi bắt đầu xuống. Đúng không? Tới luôn hả? Tao hỏi miếng. Bà hỏi ai đó bà lên. Đây, đây, cô chỏ đây. Cười chỏ. Welcome to North Carolina nè. Rồi trở về North Carolina. Chỗ này gọi là Prison Britain. Có không có? Ranh giới. Vậy mình đi trong vòng 3 chục luôn. Ba tí hồi nãy mình đi hết được đó, nghe Kentucky rồi. Ủa, nãy mình đi vậy rồi mình đi tới đâu? Kentucky. Chứ không phải là Tennessee hả? Thì đó tới xe đi hết đường đó nữa. Kentucky. Kentucky là cái bang. Cái bang nó trữ vàng á. Cái bang nó chứa cái kho vàng của nó lớn lắm. Là Kentucky. Dragon. đuôi của con rồng nha. Đây nè, chỗ nãy nè con. Chỗ nãy mình rơi nè. Đây giờ đây nè. Cho coi biết cái con dragon là sao nha. Đừng có mốt Việt Nam qua có biết ở cái gì. Deer Gap, well, motorcycle resort. Đó, đây gọi là Tail of the Dragon. Cowboy is a exclusive photographer nè. Cái người thợ chụp hình tên là Cowboy đó. Ai lên chạy xe chỉnh là chụp hình nè, nó đưa xuống lên mạng hết là mua trả tiền thôi. Ok rồi, bye ha.